Hello anh em, hôm nay trong video lần này thì mình sẽ giới thiệu và phân tích cho anh em một dự án rất hot trong thời gian gần đây. Một dự án về làm về NFT gaming mang tên là Pirate Nation. Pirate Nation thì được một studio game mang tên là Proof of Play. Studio game này thì chuyên xây dựng những cái tựa game on-chain và đã gọi được tổng số vốn là 33 triệu đô, và dẫn đầu bởi A16Z. Ngoài A16Z ra thì đồng hành với họ là có thể thấy là CTO, cựu CTO của sàn Coinbase và founder của Trick TV, một nền tảng mà xem stream của anh em vẫn hay xem game truyền thống. Có thêm cả CEO của Antrimi, là một nền tảng testnet. Rồi thì Proof of Play thì họ đang xây dựng một một hệ thống như kiểu là Epic Game. Anh em nào mà chơi game truyền thống thì có thể là biết Epic Game. Rất nổi tiếng với cả tựa game Fortnite. Và họ thì dự định là tạo ra phiên bản web 3 của Epic Game. Rồi, thì tổng quan về studio Proof of Play là như thế. Còn ý tưởng của game là game Pirate Nation này thì là một dự án NFT gaming thuộc thể loại nhập vai. Được xây dựng trên nền tảng Ethereum. Nếu mà được xây dựng trên Ethereum thì anh em biết là game uy tín đến mức độ nào rồi nhé. Tuy là được xây dựng trên Ethereum nhưng mà game lại lại được hoạt động trên Arbitrum để tiết kiệm chi phí vận hành cho anh em chơi và trải nghiệm, đỡ bị tốn nhiều phí như ở trên Ethereum. Hiện tại thì dự án mới chỉ đang chơi ở trên web, còn thời gian sắp tới thì sẽ tiếp tục là ra mắt phiên bản ở trên điện thoại. Anh em có thể là cập nhật thêm ở các trang social của dự án. Rồi, tiếp theo là team và background của dự án thì CEO của dự án là Mahajan. Ông được biết đến là người tạo ra game Farmville. Farmville thì là một game nông trại khá nổi tiếng ở trên điện thoại. Anh em mà có chơi game nông trại ở trên điện thoại thì cũng có thể là biết game Farmville. Game có hơn 300 triệu người chơi và được xếp hạng là trò chơi có nhiều người chơi nhất của Facebook. Background của họ thì studio game đã từng tham gia và phát triển các cái tựa game lớn ở trên Epic Game, Blizzard, Riot Game. Đây, đây là những cái team studio của họ đã từng làm việc ở trong những cái công ty ở dưới đây, Google, Stripe, Meta đây. Thì cộng đồng của họ thì hiện tại là cộng đồng của họ có hai cộng đồng, đó là Twitter. Twitter của họ thì hiện là đang có 77.000 follower và có số lượng active rất là cao. Có thể thấy là game game hiện tại là rất là hot. Rồi, Discord của dự án thì cũng không kém phần, cũng có 57.000 member. Đây, đây là Discord của dự án. Anh em hoạt động trong Discord rất là năng nổ, và là một trong những cái cộng đồng game active top đầu trong những cái tất cả những cái tựa game hiện nay. Đánh giá một chút về cơ hội
cơ hội đối với dự án, kiếm tiền đối với dự án Private Nation này thì hiện dự án đang cho kiếm vật phẩm, kiếm những cái vật phẩm như là thuyền này, thuyền và súng, những cái vật phẩm trong game và token mát. Hiện thì token này thì chưa được niêm yết trên các sàn giao dịch. Anh em có thể là hoàn toàn là kiếm được vật phẩm và token mát thông qua việc chơi game. Sau khi mà anh em có thể kiếm được vật phẩm nâng cấp đảo và tàu thì đảo và tàu thuyền của anh em là có thể được giao dịch mua bán ở trên sàn, các cái sàn marketplace về anh em có thể mua bán ở trên đó. Token mark thì chưa được list sàn, cũng sẽ có được một phần cơ hội anh em có thể là giành được Aerobe khi trải nghiệm sớm cái dự án Private Nation này. Anh em mà muốn chơi, anh em mà không cần code mà cũng có thể chơi game được thì anh em cần phải sở hữu NFT Founder Pirate này thì hiện tại đang có giá là 0,14 E, đâu đó là gần 200 đô, à đâu gần 300 đô, và tiềm năng tăng giá rất cao trong tương lai. Rồi, một lưu ý là anh em phải có code. Một là anh em phải có code để có thể là chơi game. Một là anh em phải có code, và hai là anh em phải mua NFT Founder Pirate này thì anh em mới có thể là chơi game được. Và hiện tại thì mình đang đi xin dự án một vài code để có thể là give away cho anh em chơi. Ngoài ra thì anh em có để mà kiếm kiếm được code ấy, thì anh em có thể là vào trong Discord của dự án, vào trong Discord của dự án và vào mục request code này anh em có thể là tham gia những cái giveaway hay là sự kiện ở trên Discord, có thể là lấy được code rất là dễ dàng. Ngoài ra thì anh em có thể là active hoạt động ở trong Discord của họ, là cũng có thể là họ cũng sẽ cho anh em một vài code để trải nghiệm. NFT Gen 1. Gen 1 thì là những cái đối tượng mà dùng code để chơi game thì anh em có thể là làm nhiệm vụ để có thể kiếm được token mark. Còn NFT Gen 0 này thì là anh em mua NFT Founder Pirate thì anh em có thể kiếm được thêm một token khác, đó là PGLD. PGLD thì có thể là được chuyển đổi sang token mark. Nhưng mà hiện tại thì token mark không thể chuyển đổi lại được sang PGLD. Khi mainnet thì toàn bộ những cái như kiểu là tàu, thuyền, súng của anh em thì có thể là được giữ lại cho đến khi mainnet. Hiện tại thì dự án mới chỉ đang là trong beta thôi. Dự án thì vẫn chưa công bố tokenomics nên là rất khó là để định giá được và phân tích được giá trị của token. Nói sơ qua một chút về mô hình game cho anh em dễ hiểu là anh em sẽ hoàn thành nhiệm vụ kiếm vật phẩm để nâng cấp cái hòn đảo và con tàu của anh em. Ngoài ra thì anh em có thể là kiếm lợi nhuận bằng cách là bán những cái vật phẩm này, những cái vật phẩm như là tàu và đảo ở trên marketplace, chế tạo, và còn có những cái trận chiến để anh em hoàn thành nhiệm vụ và kiếm được các cái vật phẩm trong game. Game thì theo cơ chế là giống như những cái game sưu tập thẻ bài. Tổng kết thì dự án này vẫn còn đang rất là mới, và đội ngũ cộng đồng thì rất là active, và đây là dự án đầu tiên của studio game Proof of Play thì anh em chơi free thì cũng có thể là kiếm được tiền nhờ cái việc là bán những cái vật phẩm ở trên OpenSea. Rồi, đây thì đây là những cái trang
page của dự án. Đấy, OpenSea đây. Rồi. Anh em có thể là mua bán những cái tàu thuyền các thứ ở trên đây. Item này, thuyền này, hộp bí ẩn này, anh em có thể mua bán được ở trên đây và kiếm lợi nhuận được từ đó. Link của những cái sàn, những cái page của game thì mình sẽ để ở phía dưới phần comment. Còn video phân tích dự án Private Nation của mình đến đây kết thúc. Trong video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn anh em là kiếm code và chơi chơi thử dự án. Rồi, tạm biệt anh em.